Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dephosphosin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dephosphosin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Diphosphosin Citicoline Tá dược Natri Hydroxid Nước cất pha tiêm Công dụng chỉ định Hỗ trợ phục hồi vận động đối với những bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não. Phối hợp với thuốc kháng trợ Linergy để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh Parkinson có biểu hiện rung nặng hoặc dùng LDOPA không có hiệu quả hoặc có phản ứng phụ do dùng LDOPA. Cách dùng, thuốc sử dụng bằng cách tiêm. Liều dùng Với bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não, tiêm 1.000mg một lần một ngày, tiêm liên tục trong 4 tuần. Bệnh nhân bị Parkinson, sử dụng liều 1.000mg một ngày, tiêm liên tục cho bệnh nhân từ 3 đến 4 tuần. Sau gió ngưng dùng và duy trì đều với thuốc kháng trợ Linergic chống chỉ định. Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho bệnh nhân bị tăng trương lực hệ thần kinh đối giao cảm. Lưu ý khi sử dụng. Tiêm tĩnh mạch cần được tiêm càng chậm càng tốt. Khi có xuất huyết nội sọ kéo dài, không dùng quá 1.000mg một ngày và phải tiêm truyền tĩnh mạch thật chậm. Tránh dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Thuốc này không thể thay thế tất cả các biện pháp điều trị khác trong các điều kiện bệnh lý khác nhau, nhưng có tác dụng hỗ trợ các biện pháp này. Trong trường hợp phù não, cần dùng đồng thời với các thuốc khác như corticosteroid hoặc mannitol để làm giảm áp lực nội sọ. Không nên dùng thuốc này đơn độc, cần kết hợp với các biện pháp điều trị cần thiết khác cho từng tình trạng bệnh khác nhau. Tác dụng phụ. Thuốc có độ an toàn cao, các phản ứng phụ rất hiếm gặp. Tuy nhiên các triệu chứng như là hạ huyết áp Mệt mỏi hay khó thở, phát ban, mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, cảm giác nóng trong người có thể xảy ra khi dùng thuốc. Tương tác thuốc. Citicoline làm tăng tác dụng của L-dopa khi điều trị hội chứng Parkinson. Tránh dùng đồng thời Citicoline với mecophenosat centrofenosin. Có thể sử dụng đồng thời Citicoline với các thuốc chống chảy máy, các thuốc làm giảm áp lực nội sọ và các dịch truyền. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Diphosphosin, đồng thời biết cách sử dụng Diphosphosin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham